Anh ơi, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ đi ăn món nào mà rất là ngon. Đói bụng quá. Tao tôi theo quá. Mà dạo này đỡ lạnh hơn đúng không? Đúng rồi. Em thấy là một cái ngày là xuống lạnh đỡ hơn. Đúng rồi. Nóng lên. Đúng rồi. Hàn Quốc là như vậy hả? Đúng rồi. Hay ta? Anh biết là ở Việt Nam bây giờ đang là 40 độ không? Bây giờ Việt Nam hả? 40 độ hả? Wow. Ở Hồ Chí Minh Sài Gòn mà. Nóng lắm. Tháng 4 ở Việt Nam là nóng nhất. Đúng rồi. Rất nóng luôn. Với lại tháng 5 là bắt đầu mùa mưa mà đúng không? Khoảng cuối tháng 6 chứ. Không, tháng 5 mà. Lượm. Tháng nào là mùa mưa? Trời ơi, ai cũng khác. Mùa mưa là bao nhiêu đấy? Hả? 아니, 내가 5월달이 장마지 않냐라고 하니까 6월이래. 근데 얘가 그래서 내가 5월이잖아 나 그러니까 네가 룸한테 물어보겠대. 룸한테 물어보니까 얘는 7월이래. 뭔 người là một tháng khác nhau. Trời ơi. Người Việt Nam mà không biết hả? Xe này để chở gì? Chở mày. Ngồi lên. Tắt cho thắt đi. Kìa. Có bảo hiểm cho mày kìa. Lúc nào cũng cãi nhau. Ê, nó mất chạy không? Em hỏi rõ ràng là xe này chở gì. Chở Nhi. Chở gì? Chở Nhi. Wow, hợp không? Hợp dạ, không? Dạ, mày rất mất chạy nha. Chạy đó. Lúc 영화 좀 본 것 같은데? Lúc TV 좀 봤는데? 오, 저렇게 걸치는 거 예사롭지 그러니까. 않은데? Em. Lần sau chúng ta phải đến đây nha. Đúng. Em đang nói với Lũng như vậy đó. À vậy hả? Em nói gì? Em nói là đến luôn. Lần sau nếu mà anh không cho đi thì em cũng tự đi luôn. Nói vậy hả? Mất dạy, nói như vậy là mất dạy. Em đúng không rồi. Đồng ý. Phải đi với anh chứ. Đúng anh không rồi. Cho em uống rượu mà. Cho mà. Cho mà. Anh không cho khi nào. Đi. Nếu mất dạy anh hả? Anh cho mà từ không uống mà đúng không? Cho ăn thịt cho uống rượu mà. Mặt không hả? Trời ơi. Nói là ý đúng rồi, hai đứa mình đi luôn đi. Mặt dạy. Không, không hề có luôn. Anh nhìn mặt em nè. Wow. Thấy chưa? Em nói xong rồi nó đánh em kìa. Tại vì em nói thật đó, nó sợ. Giúp mọi người là nó cứ giả vờ bị em đánh. Cho mọi người về nhà là đúng rồi đó. Nó tát em. Chứ cũng bị rồi. Nó tát nè, em. Nè nè. Bây giờ ở đâu mà mày rất bây giờ tạm. Thấy chưa? Tất cả mọi người thấy không? Cai và thật Nhi mà. Đánh em. Ở đây nhà. Là thật sự, đây là sầu. Mới sầu. Ok, đừng cãi nhau mẹ quá. Đi luôn. Không. Em nãy đó. Em biết nếu mà gì cái này rất là khó, em biết không? Không sao. Nhưng mà anh hả? Em thấy ở đâu cũng là có chỗ mua đồ đó. Shopping mall cũng có nè. Mà dưới đường hầm cũng có. Đúng rồi. Ở Thái Lan chỉ có một khu thôi. Đúng rồi. Đi hết là hết. Ở Việt Nam thì phải đi hơi mệt. Tại vì mấy đường luôn đó. Mà nắng lắm nha. Không đi bộ được. Ở đây là cứ đi bộ là mua được hết. Mà mỹ phẩm nè. Giày nè. Rất rẻ nha. Cẩn thận trước nha. 갑자기 사진 찍는다고? 아, 제가 막 찍어달 옆에 와서 언니 나 저기 갈 테니까 찍어. 거의 다 왔다. 지금 나 심장이 두근두근 거려. 에이 그 정도는 아니다. 아니야 난 그 정도야. 에이 내가 헬스장 그 스페셜 토스트를 얼마나 기다렸다고. 진짜 토스트 너무 먹고 싶어서 꿈까지 꿨다니까. 나 침 질질 흘리면서. 알았어. 다 왔다. 같이 해줘. 좀 엠베타. Cái này nè. Hamburger hả? Không. Toast là giống như là bán. Với lại ở trong là có giống như là hamburger. Mà cái này là kiểu Hàn Quốc nha. Mà rất là ngon. 우리가 골라줬다 맛있는 거. 그래. 소개해줄게. 그래. 그러면 통일할까? 빨리 나오게. 그래. 햄치즈 스페셜이 아니면 햄 스페셜이에요? 그냥 다 들어가는 거예요. 아 그러면 햄, 치즈, 야채 다 들어가는 거예요. 그럼 그거 네 개 주세요. 네. 예. 시켰는데? 나 시켰다? 죄송합니다. 은이. 이거는 이거는 내가 làm crepe nè. 아, 잠깐만. 예. 짜잔. 엄마, anh ở Việt Nam không có cái này hả? Không có. Không có đâu. Ờ. Sao người ta không bán ở Việt Nam ta? Thơm quá. Không biết. Bạn phải đặt được đó nha. Ồ. Thế hay không? Ồ. Trứng đúng không? Ồ, trứng. Bắp nữa.
quá nè. Cái này là của Mỹ hả hay là của Hàn Quốc? Của Hàn Quốc chứ. Ồ. Món này là của Mỹ nhưng mà cái này là kiểu Hàn Quốc nha. Ồ. Mà em chưa bao giờ thấy cái này đâu. Ở trên phim người ta cũng không ăn cái này. Ồ. Trời ơi. Ngon quá à. Cái gì vậy anh? Không biết. Chính là sốt đặc biệt thôi. Chắc là sốt bơ đó. Ừ. Ngon quá à. Cái này là vegetable hiểu không? Cái này là oi. Ủa nhiều như vậy hả? Pickle đấy. Không. Ăn thử đi, ngon lắm. Pickle. 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 Đẹp bạc hả? Đẹp bạc. À. Đẹp bạc. Nè. Cảm ơn. Kita. Chuẩn bị ăn hả? Ừ. Nhìn tay sao? Thấy ngon ha. Mày sao? Hamamita. Yeah, Hamamita. Tan en puente me están hasta la wea. Yo voy a estar en la wea. Wow, wow. Thứ gì mà ăn. Người nào mà muốn ăn thì đợi rất lâu nha. Đúng rồi. Thế là một người làm thôi. Đúng rồi. Ai đến thì bắt đầu mới làm, xong rồi nóng mới làm mà đúng không? Thôi, ăn nha. 1 2 3. Yo. À, nóng quá. Wow. Béo ngọt mà chua chua. Đủ vị luôn. Không phải gì thôi à. Gì cơ? Ồ, chín chảy thôi. Ăn như vậy là không ớn đâu. Thoang hả luôn á. À. 오랜만에 토스트 먹고 감동받는다. 맛있어? 종이 좀 벗겨줘. 종이 먹을까 봐. 조금만 아빠? 내려줘 종이를. 이거 좀 들어줘. 그거 먹어. 그거 먹어. 나 화나기 전에. 자. 아. Bây giờ em chỉ ăn thôi nha. À. Cảm giác là em muốn ăn được hai cái luôn đó. Chị có mày. Wow. Đã. Mặt nó cái này hợp nhau lắm. Em đúng tưởng rồi. Là cái ngọt á thì không hợp với thịt nhưng mà rất hợp nha. Cái rau này em ăn được đúng không? Ngon đúng không? Ăn với cái này mới ngon. Không bị ớn đó. Lúc nãy đó, con gái đã gắp cái rau này nhiều. Em nghĩ là tại sao nhiều vậy nhưng mà thật ra là vừa đó. Đúng rồi. Không nhiều. Trời mà bây giờ vẫn còn rất đông người xếp hàng. Đúng không? Ở đây rất ngon nè. Cái này rất là nổi tiếng Hàn Quốc. Vậy hả? Nhưng mà menu này tên là ham cheese. Ham cheese. À, ham special. Special là special. À, ham special. 이거는 세월이 흘러도 변함없이 맛있네. 오, 사페로야? 응. Nó không nói gì đâu. Chỉ là ăn. Không nhìn người khác luôn. Chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà vẫn ăn. Không nhìn chỗ khác đâu. Anh thấy mắt kìa. Không quan tâm. Mắt là nhìn có cái gì thôi.
Anh hết rồi hả? Trời ơi, hết rồi. Cái gì đây? Cái này bị rớt ở dưới đất rồi. À vậy hả? Ồ. Bánh mì của Việt Nam đó. À. Thì ngon. Nhưng mà kiểu khác. À. Còn bánh mì này thì ngon kiểu khác. À. Nhưng mà em nghĩ cái này với bánh mì Việt Nam cũng là giống nhau. Ừ. Giống như là đồ ăn đặc biệt của Hàn Quốc đó. À. Ừ. Chỉ là cái này đợi hơi lâu. 그럼 오늘 이렇게 베트남 동생들과 먹어본 길거리 토스트는 여기까지. 안녕. 안녕.